chào quý khán giả trở lại với chương trình Địa ốc và Tài chánh với Precious Realty and Mortgage và chị Kim Thoa Nguyễn, giám đốc của Precious Realty, và tôi là Thom Hoàng. Kính chào Kim Thoa. Dạ, Kim Thoa xin thân ái kính chào Tái Ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của đài SGN và em chọn Thom. Precious Realty, dịch vụ Hoàng, trong đó mình có làm những gì ạ? Dạ thưa quý vị, cũng như anh Thom là công ty Precious Realty and Mortgage của tụi em, là tụi em chuyên về địa ốc như mua, bán nhà cửa, và tụi em chuyên về làm loan là giúp quý vị để tìm một cái loan thích hợp trong điều kiện của mình để có thể mua được cái nhà hay là cái cơ sở thương mại của mình. Và hơn thế nữa là tụi em làm việc với những người investor để mua nhà cho họ và mướn, đem ra cho mướn và quản lý những cái property của họ cũng như là những cái cơ sở thương mại của họ, những cái shopping center. Và tụi em cũng làm việc với những người private lender để giúp cho những quý vị nào mà không có thể được đi theo cái nhà băng, cái lender bình thường, thì quý vị cũng có thể có một cái cơ hội để có thể mua được cái nhà của mình, và từ từ mình sẽ làm cái refinance lại. Đó là tất cả những gì mà công ty Precious Realty and Mortgage tụi em làm. Mỗi một tuần Kim Thoa với Thom đến với khán giả để chia sẻ về những kinh nghiệm của Kim Thoa về mua bán nhà hay là mượn tiền chuẩn bị để mua bán nhà. Đề tài ngày hôm nay. Dạ thưa quý vị, hôm nay thì Kim Thoa muốn chia sẻ với quý vị về những cái gì mà người mua cần nên chuẩn bị, nên làm, và những cái gì mình không nên làm trong lúc mà mình đang ở trong cái thời điểm mà mình đi mua nhà. Trước hết, những gì nên làm? Dạ, những cái điều mà nên làm á, thì có rất nhiều điều quý vị nên làm. Nhưng có điều á, là trong một cái show lần rồi thì Kim Thoa cũng có nói qua là thí dụ như quý vị là những người buyer thì quý vị có rất nhiều cái lo âu. Đặc biệt mà quý vị nào mà the first time buyer á, thì họ không biết phải làm cái gì trước, cái làm gì sau. Thì Kim Thoa cũng đã nói qua là khi mà mình là một người buyer, nếu quý vị muốn để đi mua cái nhà cho mình thì quý vị phải làm cái nói chuyện với một người loan officer, một cái lender để mà tìm cho mình cái pre-approve. Thì cái đó mình cũng đã nói qua, và quý vị phải chuẩn bị cho mình cái nhà ở nơi đâu và nằm trong cái điều kiện mà quý vị có thể, hay là những cái khu mà quý vị muốn, thì mình cũng nói qua rồi. Nhưng có một điều nữa mà Kim Thoa muốn tâm sự, và cái điều này á, là xảy ra rất là thường cho những quý vị thân chủ của Kim Thoa và những quý vị khán thính giả đã gọi vô. Đôi khi là mình không có cái sự chuẩn bị trước đó anh, thì khi mà vô cái mua nhà thì họ cảm thấy rất là hụt hẫng. Và khi có nhiều agent thì họ cũng có khuyên qua cho những người buyer, nhưng mà có những người agent thì mấy anh chị chỉ làm nghề địa ốc, nên là mấy anh chị cũng khó mà chuẩn bị cho quý vị về những cái vấn đề mà bên loan có thể xảy ra. Và quý vị đang từ cái approve trở nên không có approve. Và cái chuyện mà quý vị nên làm thì đầu tiên đối với Kim Thoa là quý vị nên giữ cái job mà mình đang có. Dạ thưa quý vị, cái việc nên làm á, là đối với Kim Thoa là quý vị dĩ nhiên là làm cái pre-approval letter rồi, thì quý vị an tâm là mình được nhà băng approve và quý vị bắt đầu hăng hái mình đi tìm nhà. Nhưng mà quý vị nhớ là nếu quý vị có thay đổi cái việc làm của mình thì cần nói chuyện với cái người loan officer. Và đối với Kim Thoa thì đừng có nên thay đổi trong lúc quý vị đang mua nhà. Nếu mà nhà mình đang trên contract rồi á thì mình không có thay đổi. Thưa quý vị, thay đổi mà mình được đi làm cái job khác hơn, nhiều tiền hơn và làm được W2 thì cũng không có sao. Nhưng có điều là quý vị sẽ không close được cho tới 30 ngày sau, là tại vì quý vị phải được qua hãng mới và phải được hãng mới verify và phải lãnh được ít nhất một tháng paycheck của hãng mới thì quý vị mới được đi tiếp. Đó là một cái quan trọng mà đôi khi quý vị không có ngờ tới là mình có thể là mình bị khựng lại. Mà nếu quý vị nghĩ là mình đổi job cũng ok, nhưng mà nên nói chuyện với người agent là tại sao, là tại vì đôi khi quý vị có thể làm được nhưng mà người seller có cho mình làm hay không.
giống như là em nói là hiện giờ người seller đang ở cái thế cờ rất là cao, nên nếu mà quý vị mua ở trong những cái vùng hot, người seller không muốn chờ đợi quý vị, họ có quyền hủy cái hợp đồng của mình và họ có thể lấy lại cái nhà đó và họ bán cao hơn cái giá mà họ đang nằm trong contract với mình. Mà nên, có khi mình mất luôn tiền đặt cọc. Dạ thưa phải, dạ, cái đó là cái lỗi của mình. Nên á, là nếu mà có làm thì quý vị có thể nói với cái người agent của mình, nhưng mà Kim Thoan nghĩ là cái người loan officer, cái người làm loan á, là cái người cho quý vị một cái advice đúng nhất. Nên tại vì có nhiều agent, tại vì em thì có luôn hai cái bằng, nên đôi khi em nói hơi lẫn lộn qua, nghĩa là cái vấn đề đó là vấn đề của cái người làm loan. Nghĩa là khi quý vị mà có đổi job, quý vị phải nói chuyện với người làm loan, coi cái tình trạng của cái loan mình nó đang nằm ở cái mức độ nào. Tại vì bây giờ giống như quý vị nào mà đang mượn loan để mua nhà thì quý vị biết một cái loan làm rất là lâu, chứ không giống như hồi xưa. Nghĩa là hồi xưa mình chỉ khoảng trong 30 ngày là mình có thể close cái loan, nhưng mà vì cái luật mới bất cứ cái gì cũng phải disclose, nếu sai cái gì đó thì phải ngừng lại 3 ngày trước, rồi phải giấy tờ phải ra trước 3 ngày thì 3 ngày sau quý vị mới được đi close. Nên là cái ngày giờ mà mình closing bây giờ có thể nói là từ 45 tới 60 ngày lận. Nên quý vị có thể hỏi cái người loan officer của mình coi cái tình trạng mình tới đâu và mình có nên làm cái việc mà thay đổi job hay không. Đó là cái vấn đề rất quan trọng thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, có một điều nữa mà Kim Thoa cũng liên quan muốn nói với quý vị là liên quan về vấn đề mà công ăn việc làm của mình. Thưa quý vị, đặc biệt là những cái anh, mấy anh chị mà làm kỹ sư đó, giống như là mấy anh chị làm về computer, tại hồi xưa em làm em biết là mình có những cái hãng software mà họ là những cái hãng tư nhân, họ mướn mình về làm contract cho họ từng cái project, từ cái project vậy thì họ trả tiền nhiều hơn là cái salary căn bản của mình làm với một cái công ty. Nên á, là mình thấy cũng khoái. Đây là cái cơ hội. Và đang mua nhà vậy, tự nhiên mình đổi về cái đó. Quý vị dẫu có làm tiền nhiều hơn, nhưng mà cái loan vẫn bị đứng lại ngay chỗ đó. Là vì quý vị đang làm bằng cái W2 income, nghĩa là cái salary mình được nhà băng công nhận là mỗi tháng mình có bao nhiêu tiền, mỗi năm mình có bao nhiêu tiền. Tự nhiên mình đổi trở thành contractor, nghĩa là mình làm từ project. Đúng là hiện tại mình có nhiều tiền, nhưng cái project này sẽ ngừng vào lúc nào. Nên cái income của mình trở nên bị shaking, nghĩa là không có còn giống như những cái approval ngay từ đầu. Thì khi mà làm một contractor, quý vị cần ít nhất 2 năm income tax và cái 1099. Thì quý vị, nhà băng mới bắt đầu adjust lại cái income của quý vị thật sự là bao nhiêu. Nên đây là một cái vấn đề mà Kim Thoa tha thiết là mong mấy anh mấy chị, nếu mà đã mua nhà thì phải từ từ lại trong khi mình quyết định những cái thứ đó. Và tất cả những cái điều này thì những cái người mà mình cần tâm sự trong lúc quý vị mua nhà đó là mấy anh chị mà làm về bên nhà băng, mấy cái người mà loan officer đang giữ cái hồ sơ loan của quý vị. Trước hết, đừng có đổi job. Dạ phải. Thứ nhì, không đổi job nhưng mà đừng có đổi cách lãnh lương. Dạ phải. À, từ cái W2 mà trở thành cái 1099 là nghĩa là quý vị giống như là self-employment, nghĩa là mình tự động điều khiển cho cái khai thuế của mình, tự động làm nhiều làm ít theo cái tiêu chuẩn của mình thì quý vị sẽ bị ngừng lại ngay. Nhưng mà những cái anh chị nào mà đang làm 1099, nghĩa là đang làm tự do, làm self-employment, quý vị được vào một cái hãng nào đó và permanent thì được. Dạ. Yeah. Yeah. Các nhà đang theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính đề tài ngày hôm nay, người mua nhà nên chuẩn bị thế nào để cho mọi việc trôi qua dễ dàng cho mình. Ngoài ra đừng có đổi job hay là đổi cách mà lãnh lương. Dạ. Yeah. Cái gì mình cần nên tránh trong lúc thời gian đang sắp sửa closing cái nhà mà được approval rồi. Dạ, thì có gì thay đổi không ạ? Dạ, có cái thứ hai nữa mà rất là hay xảy ra với người châu Á của mình, đó là quý vị đi mua xe. Và không phải là đi mua xe cho mình, mà cô sai giùm ông bạn, cô sai giùm đứa cháu, hoặc là cô sai giùm đứa con. Ủa? Nghe?
lý do là mình mua nhà xong dính líu vô mua xe, mà xe là xe mua dùm cho người khác, người ta trả tiền đâu phải mình đâu. À, dạ phải, anh nghe thì mấy anh chị cũng hay nói giống anh Thơm vậy, nói không phải mua dùm người ta, tôi chứ tôi không có phải là từ cái xe này cho tôi, tại con tôi mới vô đại học nên nó cần chiếc xe. Thưa quý vị, đúng là đó là mình mua cho người khác, nhưng khi mà quý vị apply để mượn cái loan để mua xe thì cái, nếu quý vị là người apply cho cái loan, là cái món nợ đó chạy về cái credit report của mình ngay tức khắc. Và vì mình add thêm nợ vào cái credit của mình mỗi tháng, tức như là dẫu rằng quý vị mua cho ai đó nhưng mà họ sẽ không có tin là tại vì mình mới mua cho mình hay mua cho ai, mình có muôn vàn cái câu giải thích nhưng mà dĩ nhiên là họ không có tin, cho tới 12 tháng sau thì họ có thể chấp nhận, nếu quý vị chứng minh được cho họ là 12 tháng đó là quý vị không hề trả chiếc xe thì có thể là họ có thể tin cho quý vị. Nhưng nếu quý vị một mình đứng cho cái xe, mình biết là con mình trả nhưng mà mình đứng một mình trong chiếc xe, trách nhiệm để trả cái món nợ đó vẫn là trách nhiệm của quý vị. Nên khi mà cái người làm loan họ đã approve, ok, đáp hàng tháng là mình gồm có một chiếc xe của mình rồi, mình có hai cái credit card, mình có thêm một cái student loan, coi như là giữa cái income và giữa cái món nợ hàng tháng của mình nó đã balance với nhau, đã good để cho mình đi mua cái nhà khoảng 200,000. Tự nhiên mình add thêm chiếc xe nữa, cái nợ mình dâng lên thêm 300-400 hoặc 500 đồng một tháng là quý vị sẽ fail liền, nếu quý vị cái income mình không có quá cao. Nên là mua xe là một cái vấn đề mà giết cái điều mua nhà rất là lẹ. Yeah. Mua xe trả tiền mặt thì sao? Dạ, mua xe trả tiền mặt thì không có sao. Tại vì khi mà mình trả tiền mặt á, thì mình không có thiếu nợ thì không có add vào cái credit của mình. Thì yeah, không nên đổi job. Dạ. Không nên đổi cách lãnh lương. Dạ. Không nên cộng thêm nợ gì vô cho cái credit của mình. Dạ phải. Ngoài nợ đó xe, những gì mình nên tránh nữa. Dạ, và thêm một cái nữa mà rất thường xảy ra đối với quý vị người châu Á của mình, đó là mình hay giống như hay có gift để trả cho cái người, để chứng minh cho cái người nhà băng biết là giống như quý vị có thể down 20%. Mình có tiền mà đôi khi tiền mình để trong safety box thưa anh, chứ không phải để trong nhà băng. Thì khi mà mình nghĩ tới mình mua nhà, mình biết là mình có tiền mặt, tiền cash ở trong safety box, thế là mình quýnh quáng, mình đem cái tiền đó mình deposit vào nhà băng mình, để mình mới có tiền để chứng minh cho ông nhà băng biết là tôi có đủ tiền rồi. Thì đó là một cái việc không nên làm chút nào trong lúc mà quý vị mượn loan. Nhà băng yêu cầu mình đặt cọc down payment nhiều chừng nào tốt nấy, họ mới dễ cho mình mượn. Yeah. Bây giờ mình có tiền, mình nói bây giờ ông cho ông kia mượn 80,000, đặt cọc có 10,000, tôi sẵn sàng đặt cọc 40,000, ông tôi chỉ cần mượn 60 thôi mà ông cho tôi mượn, lý do? Dạ, dạ thưa quý vị cũng như thưa anh, là thường á, nhà băng khi mà quý vị đi mượn nhà băng, đúng là quý vị đau càng nhiều nhà băng rất là thích, là tại vì cái sắc sức của những người đau nhiều thì ít có bao giờ bỏ nhà, nên đó là một cái điều rất là tốt ở nhà băng. Và cũng nhiều quý vị rất là hãnh diện là mình có tiền nhiều để đau vào, để ông nhà băng chắc thích lắm đây. Nhưng mà không may cho mình là cái ông nhà băng ổng thích đó, nhưng mà nếu quý vị không chứng minh được cái tiền của mình vào nhà băng mình bằng cách nào, vì cash mình không có chứng minh được, nên á, nếu quý vị không chứng minh được tiền vào nhà băng mình, có nhiều lý do mà họ từ chối quý vị. Thứ nhất là họ không biết tiền này là tiền sạch hay là tiền không sạch. Thứ hai là quý vị có thể đi mượn người ta để bỏ vô nhà băng của mình để làm cái down payment. Và khi mà quý vị đang được approve good với những cái income của mình, bỗng nhiên những cái số tiền này có thể là những tiền mượn của người khác, và quý vị phải vừa trả nhà băng và vừa trả cho những người đó, thì quý vị sẽ có thể không handle được cái payment mỗi tháng, nên họ quyết định họ từ chối cái loan của mình. À, thì dù ra không đụng chạm gì vô credit của mình, dạ, nhưng cũng có thể đụng chạm vô, tại vì người ta nghi ngờ đó là tiền mượn của gia đình, dạ, mượn của bạn bè, chứ sao phải trả lại. Dạ phải. Thì giờ mình gánh thêm cái nợ nữa. Dạ phải. Dù cái đó đúng hay không, họ nghi ngờ như vậy thì họ cũng rút lui thôi, tôi cho người khác mượn. Dạ phải, họ từ chối. Ngoài ra đó còn gì nên tránh? Dạ đó là những cái gì mà đối với em là cần cẩn thận nhất
trong những cái lúc mà mượn loan mua nhà. Còn những cái thứ lặt vặt khác, chẳng hạn như là quý vị đi shopping, có shopping nói là hôm nay có credit card được free hay là được bớt 10%, 15% gì đó, thế là mình cứ để người ta kéo cái credit của mình ra và mình cứ apply, thì cái cơ hội mà rớt của quý vị cũng khá là cao. Nhưng mà những cái đó thì quý vị có thể sửa không đến nỗi là khó khăn. Thí dụ mình có thể có tiền mình pay off đi, mình đóng lại. Nhưng mà nếu quý vị làm nhiều quá, cái credit của quý vị cũng bị đi xuống luôn. Nên á, là đối với em, khi mà mình làm cái loan á, thì lúc nào có thay đổi, cứ lúc nào mình có quyết định một cái gì đó mà có thể ảnh hưởng tới cái loan, quý vị nên nói chuyện với cái người loan officer. Cảm ơn Kim Thoa Nguyễn. Khán giả mới theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chánh với Precious Realty and Mortgage. Nếu có thắc mắc thêm, liên lạc thẳng với Kim Thoa bằng cách nào và có thể tới văn phòng để tham khảo được không, hay là phải lấy appointment trước? Dạ, kính thưa quý vị, công ty Precious Realty and Mortgage của tụi em là một công ty làm toàn thời gian về vấn đề địa ốc và tài chánh. Tụi em mở cửa từ thứ hai cho tới chủ nhật, thứ hai tới thứ sáu thì mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ rưỡi buổi chiều, và thứ bảy chủ nhật là từ 9 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Nhưng thứ bảy chủ nhật vì tụi em đi ra ngoài nhiều hơn nên thứ bảy chủ nhật thì tụi em làm bằng by appointment only, nếu quý vị có muốn tới cần tham khảo. Còn ngày thường thì bất cứ lúc nào quý vị tới tụi em cũng welcome, vì tụi em có những cái staff làm việc full time và lúc nào cũng sẵn sàng để giúp quý vị. Và dĩ nhiên là nếu quý vị không có làm gì, tụi em không giúp được gì, thì dĩ nhiên là quý vị không có cần trả tiền. Nên á, là đối với em, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi gì thì cứ tự nhiên để liên lạc vào văn phòng. Số điện thoại văn phòng là 713-988-1425, 713-988-1425. Và công ty Precious Realty and Mortgage hiện nay là nằm chi nhánh chính nằm ở đường Howard and Grandchester. Và Kim Thoa rất mong được giống như có những câu hỏi từ quý vị để có thể chia sẻ nhiều hơn, và cũng là một đề tài cho hai anh em mình nói chuyện để chia sẻ với quý vị trên đài. Cảm ơn Kim Thoa, cảm ơn khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp trong những chương trình tới.